Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình ở kia, còn đây là một nhân vật khá là quen thuộc của kênh của mình. Xin chào mọi người, Phương Anh. Hôm nay anh có hai chai nước hoa của một brand nước hoa rất là nổi tiếng và được trong thời gian gần đây thì được khá là nhiều các fashionista và những người nổi tiếng lựa chọn. Thì anh muốn cho Phương Anh thử và Phương Anh có thể nêu cảm nhận cá nhân của mình nhá. Thì em có đoán là hai chai nước hoa anh đang cầm trên tay là của nhà nào không? Nhìn qua đi. Phải Le Labo không ạ? Chính xác rồi, trông nó khá là giống lọ hóa học đúng không? Vâng. Có đựng chất hóa học đúng không? Em đoán xem ngoài hai chai nước hoa anh lại cho em thử đó là chai nước hoa gì? Hai mùi này có đặc trưng không? Nó là một mùi si chớt dùng cho mùa hè, rất là dễ chịu, rất là sang. Và một cái mùi thứ hai đó là mùi gỗ. Nó mang một cái tính riêng mà nó mang cái tính signature riêng luôn. Có nghĩa là em ngửi em lại không nhận ra ở chai nước hoa này trùng với chai nước hoa nào khác. Thế thì em có thể đoán chai citrus là Bergamote 22. Chính xác rồi, Bergamote 22. Quá là nổi tiếng rồi. Còn chai còn lại em nghĩ là Another 13. Another 13 cũng là, nhưng mà nó anh nghĩ là nó không mang tính signature, tính cá nhân riêng và cái nét riêng biệt riêng. Thì anh cho em đoán lại một lần nữa. Không phải Santal 33. Chính xác rồi. Santal 33 em đã ngửi qua chưa? Em chưa. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai chai nước hoa này nhá. Chai nước hoa đầu tiên mà anh muốn em thử đó chính là chai Bergamote 22. Một chai nước hoa mà anh rất yêu thích mà anh đã dùng gần hết rồi. Rồi, đây cho cô ngồi trước. Em thấy mùi hương thế nào? Đầu tiên vừa vào em thấy là rất nhiều cam chanh. Rất nhiều cam chanh. Rất fresh. Nhưng mà nó lại không phải cam chanh bình thường, mà có một cái gì rất hay ở đây nữa. Đây, anh đã xịt ra cách đây khoảng tầm 10 phút trước khi em đến. Để cho em có thể cảm nhận được dry down của chai nước hoa này. Em cảm thấy thế nào? Cái lúc dry down thì nó lại... Em thấy nó khác với cái lúc em ngửi ở cái chai không? Đó. Ở chai thì em thấy mùi nó so sánh như nào với cái lúc mà anh đã xịt trên tay? Ở chai thì em thấy rất nhiều citrus, cam chanh. Cam chanh, và anh nghĩ là đây là vẫn còn khoảng chút của bưởi nữa. Đấy, nếu mà ngửi trên tay anh thì em thấy nó thế nào? Nó còn có gì khác nữa không? Lên da thì nó bắt đầu có một chút gì hăng hăng. Chút hăng hăng của, anh nghĩ là của vetiver, của cỏ hương bài. Rất xanh, mát. Xanh, mát. Hoa nghĩ ở đây, đúng không? Ở đây anh thấy một chút hoa nữa. Em đã từng sử dụng chai nước hoa này chưa? Em có. Thế cái nếu mà để sử dụng thì em nghĩ là sử dụng vào những cái dịp như nào và trong những cái không gian như nào là hợp lý đối với chai Bergamote 22 này? Chai Bergamote 22 thì em đánh giá là một chai nước hoa rất năng động, trẻ trung. Thông dụng đúng không? Vâng, rất là hợp cho những ngày hè. Những ngày mình đi chẳng hạn như đi cà phê ở ngoài trời chẳng hạn. Và nhưng mà nó lại có một cái đặc tính rất là hay riêng. Chứ nó không bị dạng, nó không bị phổ thông như chai nước hoa khác đúng không? Anh cũng thấy cảm thấy là lúc anh có xịt thì anh thấy mà cái mùi cam chanh ở đây và mùi bưởi ở đây nó làm rất là nhuần nhuyễn. Nó không có mang lại cho mình cái cảm giác nó lại kiểu nhân tạo hay là kiểu hóa học, mà mùi đây nó rất là tự nhiên, nó như kiểu là mình ngửi một cái quả chanh và một chút của ở đây là hoa cam. Anh ngửi ở đây là hoa cam, nó như kiểu mình ngửi trực tiếp vậy chứ không phải kiểu nó qua cái việc điều chế trước như anh cảm nhận từ những chai nước hoa khác, mà mùi nó blend nó khá là sang. Thì em biết chai nước hoa này khoảng tầm bao tiền không? Như là một khá là đắt, khá là chát. Khá đắt, khá là chát. Nếu mà chai này ở Việt Nam thì các bạn có thể mua được với giá tầm 5,5 triệu đến 6 triệu cho 100 ml. Và nếu các bạn order nước ngoài thì các bạn có thể mua với cái giá tầm hơn 7 triệu hay là 8 triệu thì mình cũng không rõ lắm. Đây là một chai nước hoa mình được người bạn mua về, và với cái giá đó thì liệu em có sẵn sàng chi trả để sử dụng sở hữu một cái mùi hương này không? Mùi Bergamote 22 rất hay. Tuy nhiên thì bản thân cảm nhận cá nhân của em sau khi sử dụng thì nó bán tỏa vẫn chưa đạt được kỳ vọng của mình. Nó bán tỏa chỉ tương đối thôi, nó cũng không phải là quá tốt. Có lẽ là với một cái mùi si chớt nó khá là tự nhiên như này thì cái việc bám tỏa nó cũng hơi kém so với những cái mùi nó mang cái tính cam chanh hay là bưởi biếc nhân tạo, đúng không? Mùi ấy nó rất là tự nhiên nên là chắc là chính vì cái việc tự nhiên đó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái việc bám tỏa của trái nước hoa này. Và nếu như có cái điểm trừ như vậy thì Phương Anh sẽ trả bao nhiêu tiền để sở hữu một chai nước hoa này? Mặc dù điểm trừ là đáng tỏa kém chai này vẫn là một mùi cà phê rất hay, nên em sẽ phải trả cho chai Bergamote 3,5 đến 4 triệu. Anh cũng nghĩ là tầm 3,5 đến 4 triệu là có thể sẵn sàng bỏ ra để mua một chai nước hoa này. Và nếu để chấm điểm thì em sẽ chấm nó khoảng tầm mấy điểm? Chỉ điểm trừ là giá cao và bán tỏa kém thôi, cho nên chai này em chấm 8 điểm, 8 điểm rưỡi. 8 điểm, 8 điểm rưỡi. Nếu như mà anh nghĩ là cái mùi hương này mà nó bám tỏa tốt và giá thành nó hợp lý hơn một chút so với thu nhập của người Việt Nam thì anh nghĩ là khoảng sẽ chấm cho tầm 9,5 đến 10 luôn đấy nhỉ? Đúng rồi ạ. Ok. Chai nước hoa tiếp theo mà anh muốn, em cảm nhận và anh nghĩ cái này nên xịt lên người thì sẽ dễ chịu hơn, em sẽ cảm nhận rõ hơn, đó là mùi Santal 33, một mùi gỗ đàn hương nó khá là đặc biệt. Em cảm thấy mùi thế nào? Mùi nó có đặc biệt không? Có gỗ nhưng mà nó hơi đặc biệt hơn một chút. Nó khác với những cái mùi gỗ em đã từng ngửi, đúng không? Đây, trên tay anh là mùi anh đã xịt như vậy để cho em dễ cảm nhận. Em thấy mùi gỗ nó thế nào? Mùi gỗ này khi lên ra nó còn có một chút mùi xanh xanh nữa, mà xanh tươi ấy, nó giống như là nhựa cây. Chai nước hoa này thì nốt chủ đạo đó chính là gỗ, và nó có một cái gọi là cái cây Papyrus, là cái cây làm ra cái giấy cói. Thế là anh nghĩ là nó cũng sẽ, mùi nó sẽ kiểu nó hơi khô một chút này, khô theo cảm nhận của anh trên da anh nó sẽ hơi khô, chắc là lên da nam nó sẽ hơi khô hơn một chút. Và bây giờ thì anh ngửi thì nó mùi nó hơi ngọt, béo. Đúng, có ngọt, hơi chắc ngọt, đây là vào đây mùi anh ngửi cái mùi da cũng khá là rõ này. Nếu mà lúc em mới ngửi trên chai thì em cũng không thấy da mấy đâu. Cái mùi này làm anh liên tưởng đến cái hồi bé anh hay về quê thì anh vào những cái xưởng gỗ thì nó có cái gỗ mùn cưa ấy, Phương Anh có hình dung không? Cái xưởng gỗ thì người ta hay bào gỗ ra thì những cái gỗ thừa nó sẽ để ở cái góc, và đây là mùi gỗ rất là quen thuộc, làm anh liên tưởng đến cái kỷ niệm hồi bé luôn. Mùi khá là đặc biệt, và mùi này thì anh nghĩ là nếu như sử dụng thì chắc là cũng không đụng hàng với ai luôn, và mình có thể nhận ra ngay mùi này là mùi của Santal 33, mùi của Le Labo. Đấy. Có nhiều mùi gỗ nhưng mà cái gỗ này nó... Chai nước hoa này thì anh đã từng sử dụng qua nhiều lần, và cái độ bám tỏa của nó khoảng tầm, nếu mà tỏa hương nói khá là tốt, chỉ là tầm hơn một cánh tay. Và cái độ lưu hương ở trên da anh nó khoảng tầm 8 tiếng, hơn 8 tiếng. Khá là tốt cho một cái mùa hè. Còn nếu mà mùa đông thì anh nghĩ nó phải còn tốt hơn nữa. Thì theo em một cái mùi hương như này thì em sẽ sử dụng vào trong những cái thời tiết như nào, những cái dịp như nào là hợp lý? Này em thấy nó là một mùi thiên nam, nam giới, và nó rất là chững chạc, rất là kiểu đàn ông ấy. Nó khá là rõ, mùi hương nó rõ ràng, rành mạch, nó không bị kiểu lạc và không bị nhầm lẫn với mùi nào, đúng không? Nhưng mà anh đã từng ngửi chai nước hoa này ở trên da các bạn nữ thì nó lại lên hơi béo, nó khá là hay, chứ nó không kiểu khô và lên, nó mang cái tính nhiều, mang cái nét gỗ hơn ở trên da nam, mà đến da nữ nó sẽ hơi béo thì anh nghĩ là chai nước hoa này sử dụng cho nữ cũng khá là tốt. Nó một cái lựa chọn khá hay. Anh trông em có vẻ khá là thích chai nước hoa này nhỉ? Đó, em rất thích mùi này. Em nghĩ là nếu mà mùi này rất tuyệt vời. Nếu mà mùi này nó rất là đặc biệt đúng không? Nếu mà để cho em chọn chai nước hoa nào làm signature riêng của em thì em liệu Santal 33 em có lựa chọn là signature riêng không? Đối với em thì em cũng khá bánh bèo, cái mùi này thì nó lại không phải là cái style của mình, nhưng mà em sẽ đánh giá rất cao những người có thể dùng được mùi này, bởi vì đây là một chuyện rất hay. Với cái giá tiền bằng chai Bergamote 22 thì liệu em sẵn sàng chi trả số tiền đó, hay là em trả số tiền khoảng tầm bao nhiêu để sở hữu chai Santal 33 này không? Em không thấy có một khuyết điểm nào của chai này cả. Chà, hình như là khá là thích đúng không? Có lẽ là hơi là ưu tiên một chút. Nếu mà để em đánh giá thì em đánh giá khoảng tầm bao nhiêu điểm trên những cái tiêu chí anh vừa đưa ra? 9 và 9,5 luôn. 9 và 9,5 luôn. Trời, Le Labo khá là ấn tượng. Có một điều khá là hay của nhà nước hoa Le Labo này là các bạn có thể ghi tên của các bạn lên phần nhãn giấy ở đây khi các bạn order, và các bạn hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về hai chai nước hoa Santal 33 và Bergamote 22 của nhà Le Labo này nhé. Hãy comment ở phía dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.